Trước hàng trăm ngàn người và bức hình khổng lồ của chiến sĩ cách mạng cộng sản Che Guevara, Đức Giáo Hoàng Francisco đã có một bài giảng kêu gọi mọi người đừng lãng quên những người dễ bị tổn thương nhất của xã hội. Porque ser cristiano entraña servir la dignidad de sus hermanos, luchar por la dignidad de sus hermanos y vivir para la dignidad de sus hermanos. Đức Giáo Hoàng nói tầm quan trọng của một quốc gia được thể hiện thông qua việc quốc gia đó giúp đỡ những người nghèo khổ nhất như thế nào. Việc phục vụ phải là vô vị lợi và chỉ vì tình yêu. Và chúng ta nên phục vụ con người, không phải những ý tưởng hay ý thức hệ. Hay un servicio que sirve a los otros. Pero tenemos que cuidarnos del otro servicio. De la tentación del servicio que se sirve de los otros. Hay una forma de ejercer el servicio que tiene como interés el beneficiar a los míos en nombre de lo nuestro. Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giảng bằng cách nói rằng bất cứ ai không sống để phục vụ thì có một đời sống vô ích. Vào cuối buổi lễ, Đức Giáo Hoàng gửi một thông điệp đặc biệt đến các nhà đàm phán hòa bình đến từ chính phủ Colombia và nhóm nổi loạn FARC. Ngài nói với các nhà đàm phán đang làm việc tại Cuba rằng chiến tranh phải chấm dứt. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. Quảng trường cách mạng là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Cuba. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Benedicto XVI đã từng cử hành thánh lễ tại quảng trường này cho chuyến viếng thăm của các ngài đến hòn đảo này.